Chị Hoa hả? Một cặp đi tô mới đấy, chị Lý bảo tốt lắm. Giặt cái áo bẩn của ông ấy chứ. Đi tô mới để sạch mọi bụi bẩn ngay nơi cổ áo. Và hương thơm độc đáo đều fresh để sạch mùi ở gốc cả nơi lách áo. Cho bạn áo quần trắng tinh, thơm lâu hơn và không hại da tay. Dạ, em này, cũng còn một chấm bẩn và mùi thơm sạch sẽ dễ chịu. Em đã dùng đi tô mới lâu rồi. Đi tô mới sạch trắng hơn, đúng như vậy.